cắn rồi, bên kia cắn mồi rồi. Cắn mồi, lôi rồi, lôi rồi, lôi rồi. Kênh YouTube Nguyễn Toàn Quân TV chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn đoạn video tại hồ câu cá sấu. Quý vị và các bạn xem kênh YouTube Nguyễn Toàn Quân TV và chia sẻ với kênh YouTube Nguyễn Toàn Quân TV. Cắn rồi, bên kia cắn mồi rồi. Cắn mồi, lôi rồi, lôi rồi, lôi rồi, lôi rồi. Giật lại đi. Để các bạn xem, một cá sấu rồi. Chia sẻ với quý vị và các bạn toàn bộ video hồ câu cá sấu do kênh YouTube Nguyễn Toàn Quân TV quay trực tiếp và chia sẻ trực tiếp cho quý vị và các bạn. Đây rồi, cả một đàn chừng độ khoảng mười mấy con như nhau há mồm để đốt mồi. Cao quá quý vị các bạn xem. Há mồm cho súc mồi, mồm nó há. Chia sẻ quý vị các bạn hồ câu cá sấu tại khu du lịch Mỹ Khánh. Để em câu được không mà hét ghê đó. Quay chia sẻ với quý vị các bạn cá sấu đầu đớp. Hồ cá sấu kìa. Chia sẻ quý vị các bạn bên phía bên bờ đắp đường đi có những cái gốc cây mát, cá sấu trèo lên nghỉ và chờ tết mùa rất nhiều quý vị các bạn. Tôi đã quay toàn bộ video này để zoom và chỗ này chắc là khoảng mấy trăm con. Quý vị và các bạn đến đây này ta phải chiêm ngưỡng, người ta mua mồi, người ta câu thử. Đấy, người ta giật xem cá sấu nó nặng chừng bao nhiêu kg. Đấy, cá sấu đang nằm ở dưới hồ, dưới ao. Chào quý vị và các bạn. Em bơi lừ lừ đấy, cái đầu đấy quay con màu vàng này. Không quá xấu. Kia con kia nó cắp được con gà hay con ngan kìa. Đấy, chia sẻ quý vị các bạn. Đấy, con chim và đấy, cả đàn theo ra. Kênh YouTube Nguyễn Toàn Quân TV chia sẻ quý vị và các bạn toàn bộ cái video câu cá sấu tại hồ cá sấu. Hồ cá sấu này ở tại khu du lịch Mỹ Khánh nhé. Quý vị và các bạn xem và chia sẻ trên kênh YouTube của Mỹ Khánh 68 TV. Thì ông nằm há mồm kìa. Kênh YouTube Nguyễn Toàn Quân TV chia sẻ toàn bộ video hồ câu cá sấu. Vui chơi hồ câu cá sấu tại Mỹ Khánh, Cần Thơ.
Xin các bạn xem và chia sẻ theo kênh YouTube của Toàn Quân TV. Ở xa thì đang cá sấu nằm bờ chờ mồi, và toàn bộ cảnh câu cá sấu, nuôi cá sấu để cho du khách chiêm ngưỡng và câu, do kênh YouTube Nguyễn Toàn Quân TV quay và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Các du khách đang thưởng thức chiêm ngưỡng và vui câu cá, câu cá sấu. Các mô ngay sát người, không động tĩnh gì, không cử động. Các du khách vẫn vào hồ cá sấu. Làm được việc cho các du khách tham quan, chiêm ngưỡng và trải nghiệm câu cá sấu trong hồ nuôi. Các bạn xem sau camera để quay chia sẻ cho các bạn. Toàn bộ video này là kênh YouTube của Toàn Quân TV quay trực tiếp chia sẻ trực tiếp cho quý vị các bạn tại hồ cá sấu làng Nghị Thanh. Sáng đọc cười hết trên bờ. Kênh YouTube Nguyễn Toàn Quân tiếp tục chia sẻ với quý vị và các bạn dưới bên ngoài của cái ao cá sấu. Quý vị các bạn nhìn có hàng rào, có biển cảnh báo. Tất cả các hàng rào được chẳng buộc cá thế nào chắc chắn. Quý vị và các bạn xem và cảnh giác, xem cá sấu có thể nhảy lên để đớp mồi. Chia sẻ toàn bộ cho đoạn video này do kênh YouTube của Toàn Quân TV quay trực tiếp và chia sẻ trực tiếp cho quý vị và các bạn xem. Kênh YouTube Nguyễn Toàn Quân TV chào quý vị và các bạn. Xin phép quý vị và các bạn được dừng video tại đây. Hẹn gặp quý vị và các bạn tại các video sau.